Hi-san, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. San, sore de wa. Như chúng ta thấy thì bạn này thức dậy vào lúc 7:30, tức là 7:30 ni okimasu, và ngủ vào lúc 11:00, 7:30 ni neimasu. Và mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là danh từ chỉ thời gian ni và vemasu. Ở đây vemasu là động từ, có nghĩa là V vào lúc, N danh từ. Cách dùng: N là danh từ chỉ thời gian, ní là trợ từ được thêm vào sau N, thời gian xác định, để nói về thời điểm mà hành động xảy ra. Chú ý, ní trợ từ không được thêm vào sau N chỉ thời gian không xác định, thời gian không có số, ví dụ như là Kyo, Asta, Konshu. Và điều đặc biệt là thứ trong tuần có thể dùng ní hoặc không. Ví dụ như chúng ta thấy thì bạn này kết thúc công việc vào lúc 5:00. Và câu này chúng ta sẽ nói như thế nào nếu như áp dụng một công thức vừa rồi? So desu ne, woji ni owarimasu. Woji ni owarimasu, kết thúc công việc vào lúc 5:00. Ở ví dụ tiếp theo thì như chúng ta thấy thì các bạn này đang học, tức là benkoshimasu, và học vào lúc 9:00. Kuji ni benkoshimasu. Như chúng ta thấy thì bạn này đang làm việc, tức là hatarakimasu, và làm việc vào ngày hôm kia, ototoi, tức là ototoi hatarakimashita. Ở đây ototoi là thời gian không xác định, không có số, cho nên chúng ta sẽ không dùng trợ từ ni. Và bạn này cũng làm việc vào ngày thứ 7, doyobi, tức là doyobi hatarakimasu, hoặc là doyobi ni hatarakimasu. Ở đây vì doyobi là thứ trong tuần cho nên chúng ta có thể dùng ni hoặc là không. Ở mẫu câu này khi chúng ta muốn hỏi là bạn làm việc, bạn thức dậy, bạn ngủ vào lúc mấy giờ thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu đó là nanji ni vemasu ka. Ở đây vemasu là động từ, có nghĩa là về vào lúc mấy giờ vậy. Ví dụ, nanji ni okimasu ka? Như chúng ta thấy thì bạn này thức dậy vào lúc 7:30, tức là 7:30 ni okimasu. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Ja, kore de, mata kondo, onegai itashimasu.